Ngày 11 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với bà Karen Leong, Tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến đến thăm tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính phủ Úc đã có nhiều hỗ trợ trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, an sinh xã hội, môi trường. Đặc biệt như các dự án kiểm soát lũ Bắc Dàm Nao, dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình viện trợ trực tiếp DAB, vân vân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn thời gian tới, bà Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối tiếp tục hỗ trợ An Giang trong việc tiếp cận các nhà đầu tư doanh nghiệp Úc đến tìm hiểu tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của tỉnh. Các chương trình dự án của chính phủ Úc cũng như các học bổng cho cán bộ công chức và sinh viên An Giang nghiên cứu và học tập tại Úc.